Buổi sáng trưa của em nhé. Nay em tiếp tục cái đơn hàng, đây là hàng combo này. Bác nào mà mới tập chơi lan á thì lấy lô hàng combo này về về sưu tầm nha các bác nhé. Đơn này đủ loại lan luôn, đủ tất cả các loại lan của hàng Bôn Đôn luôn. Đây là gồm hai cây trâu cực kỳ đẹp luôn nhé. Rồi ba cây nhạn nữa. Rồi cây sóc này, quế tím này, hải âu này, đó đầy đủ các loại lan luôn. Đó. Toàn mấy cây to to, nhìn hàng combo này. Đây. Lô này em bán sẽ có giá cho các bác là 200k, cả đống combo rất là nhiều luôn này. Đó, bác nào mới chơi á thì hốt đơn này về mà chơi lan đủ loại nha các bác nha. Cây trâu cây nhạn rất là đẹp. Đây là hình đầu tiên. Và tiếp tục là hình thứ hai là hoàng nhạn nguyên bản, hoàng nhạn tháng 4 nhá. Đó, hoàng nhạn nguyên bản là cây to này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, 5 cây to như thế này em bán sẽ có giá là 200k. Đây là lô thứ hai các bác nha. Rồi tiếp tục là hình thứ ba này, là cây trâu nguyên bản này, 1 này, 2 này. Đó, hai cây trâu nguyên bản cây to nhá. Lô này em bán có giá là 250k em bao ship. Đây là hình số 3. Rồi tiếp tục là hình số 4 là quế tím. Quế tím thì có một đơn quế tím. Bác nào mà chưa có đơn quế tím thì các bác lấy về quế tím về chơi nhá. Có một cây quế tím này rất là to và đẹp luôn này. Đó, mấy cây rất là to luôn, cây rụt rịt nào luôn. Cây này là toàn là cây to đều nhau luôn, không có cây nào mà bé hết, toàn cây to. Cây bé thì chắc tầm một cây hai cây gì đó. Đây em tặng cho các bác một cây trâu thân dừa cây to này nữa. Lô này em bán sẽ có giá 200k, được một cây trâu thân dừa to. Đây là lô số 4. Và tiếp tục là hình số 5. Hình số 5 là mấy cây hoàng nhạn. Đó, mấy cây hoàng nhạn, 1 này, 2 này. Bác nào chưa có một khúc mà được 2 3 4 cây như thế này, các bác mang về ghép chơi nhá. Đó, một khúc 2 3 4 cây nhìn cực kỳ đã luôn. Đó, mấy cây như thế này quá rẻ rẻ bèo luôn. Đó, 2 3 4 cây mà một khúc mà được giá của nó sẽ có giá 200k. Đây là lô 5 nhá. Và tiếp tục là hình số 6. Hình số 6 là cây nhạn mẹ bồng con hàng khủng rất là đẹp luôn. Cây này mẹ bồng con, cây này nó chưa ra con hết đâu nha các bác nhá. Sau này nó sẽ đẻ ra con tiếp tục nha. Đó, cây này nó sẽ đẻ ra con ở giữa này nữa, với lại ở mấy cây gốc này nữa nhá. Cây này cây thân cao, nó đẻ ra con rất là nhiều lứa luôn. Cây này cây mẹ của nó lá rụt rịt, lá mít rụt rịt luôn này. Cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp rưỡi lá nhá. Nếu mà tính cả lá ngọn là 6 cặp lá các bác nhá. Cây con của nó mọc cực kỳ đẹp luôn, 1, 2, 3, 4, 4 cặp rưỡi lá. Đó, người ta hay nói mẹ nào con đấy. Đây, cây mẹ của nó lá mít, cây con nó cũng phải là lá mít luôn nhá. Cái sau này cây con của nó lớn lên, cây mẹ của nó sẽ già đi và cây này sẽ thành bà của cây cả mấy cây con của mấy đứa con này này. Đó, cây này nó sẽ lớn lên là sẽ đẻ ra con tiếp các bác nhá. Đó, cây này nó rất là dễ đẻ ra con này. Đó, bác nào lấy cây này mua về em bán có giá 700k thôi, lô số 6 nhá. Đó, có giá 700k cây hoàng nhạn to nguyên bản để biết đẻ ra con như thế này. Đó, đây là hình số 6 và hình số 7. Và hình số 7 các bác nhé. Hình số 7 này. Hình số 7 này là hàng em, nói chung là hàng em thanh lý nha. Hàng này là hàng thanh lý này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7, 7 cây to hàng thanh lý như thế này. Đó, lô này em bán 300k em bao ship cho các bác luôn cây to nha các bác nhá. Đó, chỉ cần ship là em cứ trả hết. Các bác chỉ cần có 300k bỏ vào thôi, cây to được, cây to trâu này. Đây là lô số 7. Và tiếp tục là hình số 8 là cây nhạn, cũng cây nhạn to nhá. Cây nhạn to, cây rời này, 2 này, 3 này, 4, 5, 5 cây nhạn to như thế này. Lô này em bán sẽ có giá là 300k em bao ship luôn. Đây là hình số 8 các bác nhá. Tiếp tục là hình số 9. Hình số 9 là cây trâu nguyên bản cực kỳ đẹp xanh này. Cây này nếu mà nó khô cái quả của nó, các bác có thể đem về để mà làm giống các bác nhá. Khi nào mà hạt nó khô á, các bác lấy hạt của nó này mang về làm giống. Cây này được 4 lá cực kỳ đẹp luôn. 4 lá cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Lá xếp rất là đẹp, cây to xanh, cây không bị lỗi nào luôn. Đó, cây rất là đẹp. Cây này em bán có giá 300k em bao ship. Đây là lô số 9 nhá.
Tại vì hồi nãy em viết nhầm á, đây là hình số 9 các bác nhé, hình số 9. Và tiếp tục là hình số 10. Hình số 10 em có hoàng nhạn cực kỳ đẹp, cây thân rời. Cây thân rời này, đó, cây thân rời này cực kỳ đẹp luôn. Bản lá của nó rất là đẹp luôn này. Cây này không phải là nó bị cháy nắng này kia đâu. Cái này cái lá nó ở ngoài nắng là cây này rất là cực kỳ khỏe. Với lại một bên là cây ở đầu ngọn này là lá xanh, ở bên dưới là cây vàng. Đó, cây này người ta hay thích, rất là nhiều người các bác thích chơi này. Bác nào mà biết chơi người ta cực kỳ rất là thích cây này này. Cây này người ta đem về trồng, các bác chỉ cần trồng lên nó ở chỗ nắng nó cũng không chết được. Đó, tại vì cây này rất là khỏe luôn. Đây. Cây này là 1 2 3 4 5 5 cặp rễ lá rất là to và đẹp luôn, xếp trụt cực kỳ đẹp luôn. Đó, xếp trụt cực kỳ đẹp luôn này. Cây này em bán có giá là 300k các bác nhé. 300k, đây là hình số 10. Hình số 10 có giá 300k. Và tiếp tục là hình số 11 là mấy cây trâu. Đây 1 này, 2 này, có cả lá mít nhá. 3 này, 4 này, 5 này, lá mít nhiều luôn á. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 lá mít nhiều lắm các bác ơi. 12, 12 cây trâu như 12 cây trâu lá mít như thế này. Lô này em bán sẽ có giá 300k. Đây là hình 11 nhá, hình 11. Và tiếp tục là hình 12 này. Hình 12 em có cây trâu nguyên bản này, 1 này. Còn lại mấy cây to này, đây cây này cực kỳ đẹp, 1 này. 2 này. 3. Và 4 cây này nhá. Đó, 4 cây này. Lô này em bán sẽ có giá là 300k em bao ship. Đây là hình 12 các bác nhé. Hình 12 300k em bao ship nguyên bản này. Đó, tiếp tục là hình 13. Hình 13 này. Hình 13 em có mấy cây? Đây, 1 này. 2 này, cây to nhá. 3 này, mấy cây thân dừa này. 4, 4 cây thân dừa rồi. Đây, một cây thân rụt bản lá rất là to. Đó, lô này em bán có giá 270k, cây to em bao ship. Đây là hình 13. Và tiếp tục là hình 14. Hình 14 là cây lá mít, toàn cây to. Lô này 1 2 3 4 5, 5 cây lá mít to như thế này. Em tặng cho các bác một cây châu con này, cây này lá xếp này. Đó, lô này em bán 320k em bao ship cho các bác. Đây là hình 14. Và tiếp tục là hình 15 nhé. Hình 15 là toàn là hàng lá mít các bác nhé. Hàng lá mít này, 15 này, hàng lá mít này. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cây. 10 cây lá mít ngắn như thế này, lá cứng cực kỳ dày và cái lá chấm tím rất là nhiều luôn. Đó, đây là hàng buôn đôn cực kỳ chuẩn, buôn đôn vùng miền của em luôn nhé. Lô này 350, em bao ship. Đây là hình 15. Tiếp tục là hình 16 là mấy khúc trâu này. 1, 2, 3 này, 4 này, 5, 5 khúc trâu nguyên bản như thế này. Lô này em bán sẽ có giá là 150k. Đây là hình lô số 16 là hàng cuối cùng của em nhé. Đó, còn bác nào mà chốt đơn nào thì các bác cứ gọi điện về theo số máy của em là 0834 981 431. Đơn hôm nay là em bao ship cho các bác cứ thả ga mà chốt, rồi em cứ còn ship cứ để em lo các bác nha. Em chào tất cả các bác, chúc các bác buổi sáng trưa vui vẻ nhé.